dân bay kia bạch xua hạt phó lì nhà sống xa phò xóm bon to tuổi ông chồng nhà sống xa phò xóm bon to tuổi ông chồng bà sân niên thơ vây khó cùng pro căn niên ấy sống xa nhóm ni nơi khmer mân dô xe cái đây khó tố xóm bon pro này sẽ xảy áo xóm công lý